Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay lúc này đang là buổi tối ngày mùng 3 tháng 12 năm 2016. Thành Luân chúng tôi đang tấp lập với công việc là hoàn thiện các cái sản phẩm buổi tối để cho kịp tiến độ bàn giao cho những khách hàng. Trên hình quý vị đang thấy đây là đội ngũ thợ mài giáp của tôi đang hoàn thiện cái công đoạn oánh giáp bộ bàn ghế Louis Gỗ Vụ Gia Lai cho khách hàng, đó là anh Hải, anh ở Phố Lối, Hưng Yên Phố Lối. Kỳ công đoạn mài giấy giáp này rất kỳ công. Và phía này là một bộ trường kỷ đục tích Tam Quốc bằng gỗ vụ mật của khách hàng, đó là anh Cường, anh ở Vĩnh Phúc. Bộ trường này gồm có 3 thứ, là 2 ghế dài này là 1 bàn đục tích Tam Quốc đúng như bộ vụ ta, rất đẳng cấp. Và đây là buổi tối nó thiếu ánh sáng nên là nó không được nét rõ nét như ngoài đời thật. Và đây là bộ bàn của bộ trường cũng là đục tích Tam Quốc bằng gỗ vụ Quảng Bình của anh Khánh ở Bình Dương. Đây là bộ của Vĩnh Phúc, đây là bộ Louis của anh Hải ở Phố Lối Hưng Yên. Và bộ bàn ghế Minh Quốc Đào bộ VIP 2 gỗ vụ Quảng Bình của khách hàng ở Đồng Nai. Đội thợ tôi đang rất tấp lập. Và đây là 4 chiếc sập của anh Binh ở Hưng Yên, chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thiện. Và phía trong này là bộ bàn ghế triện đĩa của anh, của một khách hàng ở Hà Nội tôi không nhớ được tên. Bộ triện đĩa bằng gỗ hương và một chiếc tủ góc cũng bằng gỗ hương. Và phía xa kia là bộ cuốn thư câu đối của khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều các sản phẩm mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang tất lập hoàn thiện. Một cái sập ở phía này, ở phía này còn một chiếc sập thập điểu Quần Mai mà ngày hôm nay chúng tôi đã bán cho khách hàng ở Đan Phượng, Hà Nội. Đây, chiếc sập thập điểu Quần Mai của bác Thiết ở Đan Phượng, Hà Nội, của ông Thiết. Ở đây là bộ bàn ghế ăn của chú Sơn ở Lạng Sơn, bàn ghế ăn của chú Sơn Lạng Sơn. Rất nhiều các sản phẩm mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm trong tối ngày hôm nay để kịp tiến độ bàn giao cho các khách hàng. Ở phía này, ở phía này thì đội ngũ thợ chúng tôi vẫn đang, đây là bộ của anh Khánh ở Bình Dương. Ở đây là bộ cuốn thư câu đối Phượng Hoàng của bác Vui ở Hưng Yên. Chúng tôi đã xong cái công đoạn làm chữ. Đây là chiếc sập, mặt sập của anh Dũng ở Bình Dương. Sập thập điểu Quần Mai chúng tôi là đang hoàn thiện 5 chiếc. Một chiếc cô Nguyệt ở Duy Tiên Hà Nam và một chiếc của chú Hữu ở Bình Lục Hà Nam. Vậy là rất nhiều chiếc. Một chiếc ở Duy Tiên Hà Nam, chiếc Bình Lục Hà Nam và một chiếc nữa là ở Bình Dương. Và một chiếc nữa là chúng tôi đang để trong nhà, là một khách hàng ở Chương Mỹ Hà Nội và một khách hàng ngày hôm nay đó là bác Thiết. Và đây là đội ngũ thợ chúng tôi cũng đang hoàn thiện cả chiếc tủ chè nữa, chiếc tủ chè cho bạn chú Hữu ở Bình Lục Hà Nam. Và đây là bộ Minh Quốc Đào cột 10 của anh Tùng ở Láng Hạ. Phía này là bộ cột 12 của chú Hữu. Chú Hữu mua rất nhiều sản phẩm, ở đây là tập thờ của anh Binh. Rất nhiều quý vị có thể chiêm ngưỡng các cái sản phẩm mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang tiến hành triển khai để bàn giao cho khách hàng. Rất nhiều các sản phẩm đặc sắc mà chúng tôi đang tiến hành. Quý khách có thể về trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi tại hai cơ sở 1 ở quê sang dân dân, các dân dân ở Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Các có nhu cầu liên hệ trực tiếp chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc là 0972770888. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi như một siêu thị, quý khách có thể về tham quan và mua sắm. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.